chúng ta sắp trễ giờ khai giảng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tụ trường của chúng ta đó. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều mới lạ, rất nhiều bạn mới. Hả? Thích quá, thích quá. Mình cuối cùng cũng chờ đợi được tới ngày hôm nay. Mình sẽ đi học, sẽ thấy được nhiều điều mới lạ, sẽ có rất nhiều bạn bè. Nhanh lên, cha ơi, cha xong chưa? Mau chở con đi học đi. Trời đất ơi, con gái, sao con lại mang bộ đồ này chứ? Không được đâu, con còn rất nhỏ, không đi học được đâu. Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm. À, sao cha lại thất hứa với con? Năm ngoái con cũng đòi đi học, cha bảo con còn nhỏ, đợi tới năm nay. Bây giờ tới ngày khai giảng rồi, cha lại thất hứa lần nữa. Tại sao vậy? Con đã lớn rồi mà. Cha biết, nhưng ở nhà sẽ an toàn nhất cho con. Con thích thứ gì thì cha mua cho con. Con muốn ăn thứ gì thì cha kiếm cho con ăn. Tại sao con cứ muốn đòi ra ngoài hỏi vậy? Tại vì con buồn lắm. Con chỉ muốn đi học thôi. Con muốn có nhiều bạn bè. Hay là tại vì hình dạng của con khác thường, nên cha sợ con ra ngoài bị người khác nhìn thấy chê cười cha có một đứa con gái bất thường à? Không phải đâu, không phải như vậy đâu. Con của cha rất là đẹp gái, cha rất hạnh phúc khi có con là con. Nghe lời cha, ở nhà đi. Con ghét cha, con ghét cha. Nếu không vì lý do gì hết, tại sao cha lại cấm cản con ở nhà hoài vậy? Chắc chắn là do cái đầu xấu xí này nên cha mới sợ làng xóm, mọi người xung quanh nhìn thấy rồi đánh giá cha là một người đàn ông có một đứa con kỳ lạ. Chắc chắn là như vậy rồi. Con gái, con rất đẹp, hãy tin lời cha đi. Không ai ghét bỏ con đâu. Nhưng ở ngoài nguy hiểm lắm. Hãy ở nhà với cha. Vậy thì tại sao ông ta lại cứ nhốt mình ở nhà? Hay là ông ta có mưu đồ gì đó? Không được, hôm nay mình quyết định phải ra bên ngoài. Mình quyết định phải đi học. Mình không muốn nghe lời ông ấy nữa. Con cái, đừng. Tới trường học rồi. Hay quá. Có nhiều bạn học sinh quá. Thích quá đi. Này, con nhỏ kia. Ồ, hình như có ai kêu mình. Ai vậy? Là bạn à? Bạn kêu mình à? Có phải bạn muốn giao lưu với mình không? Cái gì chứ? Nhìn mày giống như là một con quái vật vậy. Cái đầu của mày không phải là đầu người, mà là một cái đầu lò. Trông thật là kinh dị. Come on. Mặc dù đầu của ta không bình thường, nhưng ta là một người tốt. Mẹ kiếp, cái con nhỏ này, mày dám đánh giang hồ trong trường à? Tụi bay đâu? Bảo mày cho nó một bài học cho tao. Hả? Mấy bạn định làm gì tôi? Tại tên đó sử dụng tôi chứ? Tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Tại sao mấy bạn lại hù theo hắn đánh tôi chứ? Cầm mồm đi thứ quái vật đầu lo kia. Bọn ta không muốn học chung với ngươi đâu. Một cút xéo, nếu không ở đây bọn ta đánh cho bằng mình. Không, sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy? Mẹ kiếp, nó đúng là một thứ quái vật nó nổi điên rồi kìa. Đánh cho nó chết đi. Chính xác ta ra. Tại sao mình không phải là một người bình thường, mình lại có một cái đầu lo kỳ quái này chứ? Không. Thì ra tất cả là tại cái đầu này. Hèn chi mà cha của mình không cho mình ra ngoài đường để đi học. Không, giờ mình không khác gì những thứ rác rưởi ở trong bãi rác này. Đều là thứ vứt bỏ, bị người ta xua đuổi. Này, mẹ gái, đừng buồn. Con rất xinh đẹp, chú biết điều đó. Những đứa bạn khốn kiếp của con, nó chẳng thể nào hiểu được con, thưởng thức được nhan sắc của con cả. Ông là ai? Sao ông lại theo tôi tới đây? À, hồi nãy ta đi ngang trường trung học thì thấy con bị lũ bạn bè ức hiếp. Ta định ra tay giúp đỡ, nhưng thật không ngờ con thật mạnh mẽ. À đúng rồi con gái, ta thấy con rất đẹp, đẹp lạ đẹp lùng.
hay là con hãy theo ta. Ta sẽ làm cho con càng ngày càng rực rỡ và trở thành một hoa hậu. Lúc đó, tất cả mọi người sẽ hâm mộ và vô cùng yêu mến con. Ông đó có thật hay không? Ông đó có thật hay không? Hay quá, hay quá. Tất nhiên là thật rồi. Mày nghĩ thứ quái vật như mày mà trở thành hoa hậu à? Tao muốn bắt mày để bán cho lũ sở thú kiếm tiền mà thôi. Tên khổ kiếp. Cái quái quỷ gì mày? Người của nó đang hút những cái lò hư hỏng ở trong bãi rác. Tên khốn! Không, nó biến thành khổng lồ, không thể nào. Chào anh, chúng tôi là cảnh sát khu vực đây. Chúng tôi nhận được thông báo ở một trường trung học có rất nhiều em học sinh bị thương nặng bởi một bé gái có cái đầu kỳ lạ và biết được đó chính là con gái của anh. Làm ơn, xin mấy người đừng bắt nó, chỉ là hiểu lầm thôi, nó rất ngoan hiền. Theo lời của thị trưởng, bây giờ chúng tôi muốn áp giải bé gái kỳ lạ đó về đồn của cảnh sát khu vực để điều tra. Mong anh phối hợp giao bé gái ra. Không, nó không có nhà. Làm ơn mấy người hãy tha cho nó đi. Đừng bắt nó đi. Lũ khổ kiếp, mau tránh xa nhà của ta ra, tránh xa cha của ta ra. Quỷ thần thiên địa ơi, có cái thứ gì khổng lồ vậy? Chết tiệt, tao không đâu. Không, ngươi là ai? Sao ngươi? Cha ơi, cha có sao không? Là con đây, là bé gái có cái đầu lo kỳ lạ đây. Trời đất ơi, là con à? Sao con lại trở nên to lớn thế kia? Quỷ thần tiên địa ơi, sao con lại không nghe lời cha chứ? Bây giờ nó xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Con xin lỗi. Nhưng mà cha ơi, tại sao con lại quá lạ thế này? Bây giờ con trở nên to lớn nữa. Rốt cuộc, con có phải là con ruột của cha không? Đến nước này rồi, cha sẽ nói cho con biết toàn bộ sự thật. Mấy năm trước, cha đi rừng cắm trại thì phát hiện được tiếng khóc của con. Cha nhìn thấy con còn đỏ hoảng với chiếc đầu lo nhỏ xí. Cha thấy con tội nghiệp bị bỏ rơi, đem về nuôi dưỡng. Con lớn thật nhanh và bây giờ thành ra thế này. Cái gì chứ? Cha ơi, vậy cha mẹ ruột của con là ai? Ở đâu chứ? Cha không biết. Con ơi, con đã giết rất nhiều cảnh sát rồi. Lũ cảnh sát khác sẽ kéo tới đây ngay lập tức. Con hãy mau chạy đi, chạy bất kỳ nơi nào đi, nhanh lên. Cha ơi, cha hãy ở lại bảo trọng. Con sẽ đi tìm cha mẹ ruột của mình. Mình đã đi mấy ngày rồi, nhìn đó nhìn khác mà chẳng thấy dấu vết gì của người thân của mình cả. Lũ quái vật, mau thả ta ra, tránh xa ta ra. Đau quá. Chết tiệt, có hai con quái vật to lớn, dường như nó đang tấn công một ai đó. Là một người đầu lo khổng lồ à? Không lẽ đó là người thân, đó là cha hoặc là mẹ của mình hay sao? Khổ kiếp, mình phải cứu người đó ngay lập tức. Ai đây? Một speaker woman à? Hãy cẩn thận, lũ quái vật đã quay lại kìa. Lũ khổ kiếp, các người dám đụng với người thân của ta, ta sẽ cho các người tan xương tan thịt. Chết đi. Các người đừng nghĩ các người khổng lồ thì ta sợ. Ta sẽ nghiền nát các người. Hay lắm, speaker woman. Ông chắc chắn là cha của tôi rồi. Cha ơi, cha có sao không? Hiểu lầm rồi. Ta chỉ giống người thôi, chứ ta không phải là cha của người. Cái gì chứ? Tại sao lại như vậy? Vậy người thân của tôi giờ đang ở đâu? Người đừng buồn. Chắc có lẽ cha mẹ của người là thuộc hạ con cháu của ta. Nhưng thế giới lãnh địa của loài Skibidi Titan đang bị náo loạn bởi một kẻ đã hóa thành zombie.
hắn truyền dịch bệnh khắp mọi nơi. Người hãy tới đó ngăn cản hắn lại đi. À, thì ra cha mẹ của tôi là con cháu của người à. Nhưng thế giới của người đang bị dịch bệnh đây sao? Có kẻ đang náo loạn à. Tôi làm sao có thể chống lại hắn? Đừng lo, cơ thể ta đã già nuối yếu đuối rồi, nhưng nguồn năng lượng của ta là rất lớn. Có thể nhanh chóng ăn lấy thịt của ta đi, hấp thu nguồn năng lượng của ta để biến thành một tài tàn Speakerman vô mệnh. À, nhưng mà nhanh đi, không còn thời gian đâu. Trời, được rồi, tôi xin lỗi ngay. Trời đất quỷ thần ơi, người của mình biến thành khổng lồ rồi. Wow, cơ thể của mình trông thật là đẹp mắt kỳ lạ nữa. Không được, không được, mình phải nhanh lên tiến thẳng tới thế giới Skibidi Titan giải cứu cha mẹ của mình thôi. Không biết còn bao xa nữa. Đói quá. Giết, ta sẽ ăn thịt ngươi. Kẻ nào vậy? Trời đất quỷ thần ơi, sao người hắn toàn là tivi không vậy? Đã vậy cơ thể hắn lỡ lét, xuất hiện rất nhiều vết máu và mùi vô cùng hôi thôi. Không lẽ hắn chính là kẻ đã truyền dịch bệnh này? Hay là hắn chỉ là một nạn nhân mà thôi? Ta đói quá, ta chịu không nổi rồi. Hãy chui vào bụng ta, hãy làm thức ăn của ta đi. Chết tiệt. Dường như hắn không còn tỉnh táo rồi. Khổ kiếp, vậy thì mình sẽ ra tay tiêu diệt hắn trước, rồi từ từ tính tiếp. Không biết mình trong thế giới Titan Skibidi sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Nhưng mình phải quyết vào bên trong đó tìm được cha mẹ của mình.